Năng lượng nóng bỏng kia giống như lạc ấn trong cơ thể, nhất là ảnh hưởng cực lớn đến lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Trên bề mặt lạc ấn Lam Ngân Hoàng có nhiều hơn một tầng nửa đỏ, ngay cả hình dáng dây leo cũng xuất hiện một chút biến hóa, màu đậm hơn, giống như bị nướng, thể tích nhỏ hơn nhưng mà sức bền thì là cải thiện đáng kể, còn mang theo cảm giác nóng bỏng. Không sai, rèn luyện có hiệu quả, giữa nhiệt lượng nóng bỏng của núi Thiên Dương rèn luyện, Lam Ngân Hoàng đang không ngừng để tiến hóa, thật không hổ là thiên sương hoa trí sương trí cường, khí tương dương cường kia thậm chí làm lạc ấn của sư hổ kim cương đều bị ảnh hưởng nhất định bản thân sư hổ kim cương cũng là trí cường trí xương, được dương hỏa thiên sướng rèn luyện mà càng trở lên trên thần túy sau khi tranh tài kết thúc hàn có thể đề nghị đại miếu đến đó thử một chút mặc dù nơi đó bài xích yêu quái tộc nhưng với tu vi của đại miếu thì có thể kiên trì một đoạn thời gian dù chỉ là một thời gian ngắn thì cũng tốt cho đại miếu tăng lên huyết mạch sau khi suy nghĩ, đường tàm rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định. Sau khi trời sáng hắn muốn đến một nơi khác, chỉ là núi địa âm của địa âm thiên thinh hoàng. Có dương liền có âm, có trí dương trí cưỡng thì liền có trí âm trí nhu. Âm dương trung sức cương nhu hài hòa, đây mới là văn võ chỉ đạo đường ta muốn đi đến địa bàn của hai vị thiên thinh hoàng mạnh nhất để cảm thụ một chút ảo rượu của nó. mặc dù chỉ một chút nhỏ nhưng hắn đã có không ít cảm ngộ. đối với thiên dương thiên thinh hoàng cũng có phán đoán nhất định. Từ trên hồi đấu sáng ngày đó có thể nhìn ra, địa âm thiên tinh hoàng hẳn là có quan hệ mật thiết với thiên dương thiên tinh hoàng. Vừa rồi được năng lượng trí dương trí cường rèn luyện, sau khi trời sáng liền đi cảm thụ một chút năng lượng trí âm trí nhu có thể hỗ trợ lẫn nhau hay không, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt hay không. Giữa trưa, đường tam đi tới núi địa âm. So với núi thiên dương tràn ngập màu đỏ trí dương thì núi địa âm lại âm trầm, cả ngọn núi đều đen kịt cho người ta cảm giác rất là khó chịu đường tam giao tiến sau đó mới đi vào trong phạm vi của núi địa âm số lượng người leo núi nơi này rõ ràng nhiều hơn ở núi thiên dương bên kia nhưng mỗi người đều chịu một chiếc áo choàng đen như mực ba bọc lấy toàn bộ bản thân không để lộ ra ngoài cũng không biết tại sao lại như vậy trong bầu không khí u ám đường tam nhảy lên trên bậc thang thứ nhất lập tức thì những luồng khí âm hàn này từ bốn phường tám hướng tuôn ra xâm chiếm thân thể của hắn đường tam phóng xuất ra làm ngân hoàng hôm qua năng lượng trí dương trí cường làm ngân hoàng hấp thụ vẫn chưa chuyển hóa hết theo đường tam làm ngân hoàng hẳn là có tác dụng nhất định ngăn cản những khí âm hàn này nhưng ngay sau khi hắn phóng xuất làm ngân hoàng dây leo làm ngân hoàng trên không trung đột nhiên cứng lại từng đạo âm khí ngưng thực từ trên trời sáng xuống điên cuồng tràn vào bên trong làm ngân hoàng không tốt Đường Tam cơ hồ không chút sò dự lùi xuống một bước, dù mắt trắng mười nguyên tố cũng là không có quan tâm. Nhưng là hắn đã chậm một bước, chỉ nghe thấy một tiếng rằng rắc vang lên, dây leo làm ngân hoàng đã bị nứt ra. Ngay cả làm ngân hoàng lạc ấn trong đan điền cũng có dấu hiệu gian nứt, dường như muốn trực tiếp vỡ vốn. Sự thống khổ làm đường Tam không nhịn được phun ra một ngụm máu, âm dương nhị khí trong cơ thể hội tụ, không những không xung hợp mà còn nhanh chóng va chạm tại sao lại có thể như vậy đường tam giật mình nhưng cũng nhanh chóng đưa ra phản ứng hắn trong nháy mắt thi triển thì quang biến khiến cho mọi biến hóa của lam ngân hoàng lạc ấn trở lên chậm chạp sau đó lập tức quay người nhanh chóng rời khỏi phạm vi của núi địa âm Đến với cung điện của địa u ám, một lão phụ đứng trước cung điện, ngắm nhìn phương xa, trên người toàn thân mặc một bộ đồ đen, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh đậm. Đột nhiên nàng cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt khẽ nhào lại toát ra vẻ khinh thường. Lại có một tên ngốc đang nằm mơ, trí dương trí âm nếu có xung hợp tốt như vậy thì Nhật thần đế quốc đã sớm không có hai chỗ tẻ. Nói xong trong mắt của nàng lại hiện lên trên một tia thống khổ, thở dài một tiếng quay người đi đến cung điện màu đen. Đường Tam thậm chí không lo mình có thể làm kinh động người khác, chỉ dặn dò xạ vua một tiếng xôi tìm một góc không người, lập tức phát động khổng tước biến, dùng không săn truyền tống trở về khách sạn Bạch hồ với tốc độ nhanh nhất. Hắn không nghĩ tới mình phải đối mặt với lực lượng bá đạo như vậy, lực lượng âm dương khi mà tiếp xúc với nhau liền có phản ứng lớn như thế. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng sinh ra phản ứng liên tiếp, từ lạc ấn làm Nguyên hoàng đến huyền thiên cống đều bị ảnh hưởng, bị âm dương nhị khí trùng kích liên tục thậm chí hồn hạch của hắn cũng bắt đầu bất ổn quá bá đạo đây chỉ là một chút lực lượng trên núi của hai vị thiên tinh hoàng thôi với năng lượng ôn hòa của thuyền thiên công cũng không thể nào điều hòa còn sinh ra biến hòa lớn như vậy trong tình huống bất ngờ trạng thái này quả thực khó tưởng tượng được làm sao bây giờ Tráng sĩ đoạn tay sáo lập tức bỏ liên lạc ấn Lam Ngân Hoàng là lựa chọn tốt nhất, vứt bỏ lạc ấn này cùng một phần huyền thiên công bị nhiễm để giải quyết vấn đề. Nhưng làm như vậy, tu vi của đường tam sẽ hạ xuống một phần mà hắn lập tức phải tham gia tổ đình tinh ảnh đại tái nên điều này là không thể. Nhưng nếu không vứt bỏ thì làm thế nào bây giờ? Cường ép hấp thu có thể hóa giải được sao? Hai cố năng lượng này tương phản và quá bá đạo, bọn nó ở cùng một chỗ chỉ có thể xung đột, cơ hồ không có khả năng hòa hợp. Đường Tam đã thử nghiệm dùng thì quang biến làm chậm tốc độ của bọn chúng, nhưng vẫn nhiều cú không thể nào giải quyết được, không gian cắt chém cũng không thể nào đặt chặt đứt được hoàn toàn liên hệ giữa chúng. Ngay cả hai loại năng lượng cường đại như thời gian không gian đều không giải quyết được chuyện này, hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề giữa bọn chúng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng của mấy địa âm Thiên Tinh Hoàng là bằng hữu sao? Thuộc tính của hai người bọn họ tương khắc đến trình độ này, nếu là bằng hữu chẳng phải lúc nào cũng va chạm mạnh sao? Tráng sĩ đoạt tay đi, đường tam cho tới bây giờ đều không phải là một người thiếu quyết đoán, trong hai lựa chọn sẽ chọn việc an toàn hơn, dù tu vi tổn thất cũng bất chấp. Ngay khi hắn chuẩn bị cưỡng ép bỏ đi lạc ấn Lam Ngân Hoáng thì đột nhiên hắn nhìn thấy lạc ấn xếp ở vị trí đầu tiên của mình. Vòng xoay hắc bạch song sắc bình ổn xoay tròn là lạc ấn duy nhất không bị ảnh hưởng bởi âm dương nhị khí, giống như là một người thờ ở lành nhạt, ở nơi đó tự mình vận chuyển, đúng vậy vẫn còn có nó đúng thế thời gian không gian không cách nào cải biến cục diện trí xương trí âm đối lập như vận khí thì sao nghĩ tới đây đường tam không dò dỡ nữa lập tức dẫn động thần thức thi triển cá thùng lưỡng cực lĩnh vực quang mang song sắc đồng thời từ trên người của hắn lặng yên tỏa ra lấy thân thể của hắn làm trung tâm hiện lên trên trong phạm vi đường kính hai thước lập tức khí văn trên người của đường tam bắt đầu biến hóa hai loại trí âm trí dương mặc dù vẫn đang xung đột nhưng đã có cải biến âm dương nhị khí xấu nhớ khi va chạm đột nhiên trượt qua nhau cả hai đàn sen vào nhau tạo thành một vòng xoáy mặc dù vẫn xung đột nhưng vòng xoáy mang theo lực lượng xoay tròn làm va chạm giữa hai khí không còn mãnh liệt nhiều lúc đầu có cơ hội Đường Tam cố nén tinh thần lực lượng tiêu hao kịch liệt, tiếp tục duy trì cát hùng lưỡng cực lĩnh vực, trạng thái vận khí tốt lại xuất hiện. Dù khi tức trí dương trí âm vẫn va chạm lẫn nhau, nhưng tình huống đàn xẻn cũng xuất hiện lần nữa, xoay tròn được tăng cường, kéo theo bọn chúng giao hòa càng nhanh. Vẻ mặt của đường tam có một chút thay đổi Trên mặt dần dần xuất hiện vẻ vui mừng Các vết nứt vỡ xuất hiện càng nhiều trên lạc ấn làm ngân hoàng Nhưng khí tức trí dương trí âm và chạm ngày càng ít Những mảnh vỡ làm ngân hoàng bị dẫn dắt Trực tiêm hóa thân thành bột mịn hỏa quyện vào vòng xoáy Khiến cho khí tức trí dương trí âm càng lúc càng ổn định giống như các thùng lưỡng cực lĩnh vực lần trước cũng bắt đầu từng bước xây tròn rồi dần dần ổn định lại tạo thành một lạc ấn hoàn toàn mới và đặc biệt tất cả các nơi trong cơ thể của đường tam xuất hiện khí tức trí xương trí âm xung đột đã bị vòng xoáy này dẫn dắt cũng dần dần dung nhập vào trong đó âm dương nhị khí trong năng lượng huyền thiên công cũng đồng dạng như vậy trạng thái thân thể của đường tam rốt cuộc cũng ổn định lại Cát hùng lưỡng cực lĩnh vực này thật tốt, không chỉ có tác dụng chiến đấu mà trợ giúp tủ luyện tốt như vậy, có nó cơ hồ không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, đường tam cảm thán là trong lòng. Mặc dù hiện tại hắn không thể nào xác định âm dương nhị khí xung hợp với làm ngân hoàng có tác dụng như thế nào, nhưng trước mắt xem ra, hai khí này bá đạo như vậy, e rằng sẽ không yếu, hiệu quả cụ thể thì cần hắn tự mình kiểm nghiệm. Sau chuyện này, thể lực hay là tinh thần lực lượng đều tiêu hào rất nhiều. Đường Tam sau khi xác nhận cơ thể của mình đã ổn định thì bắt đầu minh tưởng. Đến chẳng vãng tối, hắn mới từ trong minh tưởng tỉnh lại, trạng thái cơ bản đã khôi phục. Hắn ngưng thần nội thị lạc ấn âm dương làm ngân hoàng vẫn xe tròn, mà nó dường như tự động hấp thu khí tức thuộc tính của âm dương trong không khí để duy trì tự thân, cũng không có dấu hiệu suy yếu. Trạng thái đã khôi phục, đường tâm chuẩn bị thử nghiệm xem lạc ấn hoàn toàn mới này có tác dụng gì. Vì tránh để nguy hiểm không cần thiết xuất hiện, hắn trước tiên mở ra cát hùng lưỡng cực lĩnh vực, sau đó mới dùng tinh thần lực lượng dẫn động lạc ấn làm ngân hoàng. Lần kích hoạt này không có vấn đề. Trong chốc lát, lạc ấn âm dương làm ngân hoàng bỗng nhiên bành trướng, âm dương nhị khí khuếch tán, tràn ngập toàn bộ không gian. Tổ đình tinh anh đại tái là một trong sự kiện trọng yếu nhất ở tổ đình. Không biết có bao nhiêu cường giả đã giành được yêu ái của chúng quần bằng việc thi triển năng lượng ở trên tổ đình tinh anh đại tái từ đó dần trở thành người nổi bật trong tộc thậm chí còn trở thành lãnh tụ trên quảng trường to lớn các đài tranh tài số cuộc đã được dựng xong xung quanh quảng trường là từng tòa cung điện thuộc về hoàng gia bên này là khu vực hạch tâm có 6 tòa cung điện hoàng gia ở phố cấn tất cả các cuộc tranh tài ở tổ đình tinh anh đại tái đều dùng phương thức loại trực tiếp có nghĩa là người dự thi chỉ có một cơ hội thua thì kết thúc tranh tài dù bản thân có thực lực cường đái nhưng vòng đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh hơn và bị đảo thải thì cũng chỉ trách mình có vận khí không tốt Hôm nay là ngày tranh tài thứ nhất, quan trọng nhất hôm nay không phải là tranh tài mà là lễ rút thăm, rút thăm như thế nào, vị trí số bao nhiêu đều có quan hệ đến có thể thu được thứ hạng tốt hay không. Trong lịch sử tổ đình tinh anh đại tái không thiếu trường hợp nhiều cường giả ở chung một tố, sau đó là tình cảnh chiến đấu khốc liệt, nhất là lần này tổ đình tinh anh đại tái còn có hạng mục thi đấu hai người, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cho nên vé vào xem đã được bán hết từ lâu. Quảng trường to lớn có thể chứa hơn 50